Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì ngày hôm qua khoảng lúc là 8 giờ tối anh chị, thì cái dự án Tichan đã cho chúng ta KC ha. Và hôm qua tối quá em không có làm video được, nên là sáng nay em sẽ tranh thủ làm cho cô chú anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ nói sơ qua về cái vấn đề KC. Thì bây giờ cái ti là chúng ta đào được đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải KC thành công, chúng ta mới có thể là hoán đổi một một, tức là chúng ta đào ti được một đồng thì chúng ta sẽ hoán đổi sau khi KC thành công á, là được một đồng nha. Cái thứ hai nữa, nếu như cái tuyến dưới của anh chị á, mà không KC thì anh chị cũng sẽ không nhận được cái đồng ti của người đó. Cái này là tránh cái việc mà chúng ta tạo nhiều cái tài khoản giả ảo á mọi người ha. Rồi như thế này, em sẽ đọc sơ qua về cái cách chúng ta đăng ký KC cho anh chị nắm. Có khoảng là 9 bước nha. Thì bước đầu tiên là mình sẽ truy cập vào cái web www.tichan.cc. Rồi sau đó chúng ta sẽ tải cái ứng dụng mới nhất, tức là APK. Rồi chúng ta vào cái ứng dụng, chúng ta nhấn vào cái chữ Conversion. Tiếp tục nhấp vào TKC. Bước 4 là chọn quốc gia của bạn ha. Thì mình ở Việt Nam thì mình sẽ chọn quốc gia Việt Nam. Thứ năm là nhập tên của bạn theo ID của bạn, tức là đúng trong cái giấy tờ mà chúng ta chọn ha. Ở đây chúng ta có thể chọn là cái giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, bằng lái xe, passport nha mọi người. Rồi số 6 là chứng minh thư của bạn, là chúng ta đi cái này em sẽ xem xét sau nha. Điện thoại không được đặt trước cho đăng ký của bạn. Rồi bước tiếp theo, bước 8 là tải mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân lên. Đó, bước 9 là khi mà chúng ta thấy được cái tích màu xanh này là chúc mừng mình đã KYC xong giai đoạn 1 nha. Thì cái này họ bảo á, là KYC xong giai đoạn 1 thôi, em nghĩ chắc cũng có thể là còn cái giai đoạn 2 hoặc giai đoạn 3 nữa để họ thanh lọc những cái tài khoản ảo nha mọi người. Bước thứ hai sẽ sớm được công bố, đừng lo, chỉ bạn cần chứng minh bạn là một người thực tế, không phải là robot kiểu như vậy. Rồi mỗi hộ một người. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã ủng hộ Ti rất nhiều. Nếu bạn chưa đăng ký hệ sinh thái đầu tiên của Ti để có cơ hội nhận tiền miễn phí, họ đang giới thiệu cái dự án Bisuma, thì Bisuma em cũng đã có chia sẻ rồi nha. Đó là sự hợp tác giữa Tichan với Vanlock. Em cũng có để link cái phần mô tả, anh chị cũng nên chúng ta nên đào đi, tổng cung 10 tỷ đồng. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái Tichan nha mọi người. Thì nếu mà anh chị nào sử dụng cái app, cái APK thì chúng ta em vào Tichan trước đi. Nếu mà anh chị sử dụng cái APK thì chúng ta nhấp vào cái chỗ là Conversion nè, phía bên phải cái chữ T phía dưới màn hình đó anh chị. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấp vào cái chỗ TKC. Như em đang sử dụng cái dạng web là không được ha. Rồi trong trường hợp nếu như mà anh chị sử dụng cái APK nhưng mà chúng ta nhấp vào TKC này nó không cho hoặc là bảo chúng ta cập nhật á, thì bắt buộc anh chị phải vào cái Google Chrome á. Anh chị vào cái Google Chrome á, ở đây nó có để một cái thông tin nè. Chúng ta phải vào cái web này mọi người. Thì anh chị phải vào cái chỗ này nào, www.tichan.cc ha. Anh chị vào đây nè. Anh chị phải vào. Anh chị vào để làm chi? Chúng ta vào để chúng ta tải cái bản APK đấy mọi người nha. Đó. Cái đây là cái trang web nè. Rồi bây giờ em sẽ xóa. Tại vì em đang vào bằng cái trang web rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ vào ti theo cái dạng trên trang web nha anh chị ha. Chúng ta nhấp vào. Ở đây anh chị sẽ thấy này, phía trên nè. Ngang với cái dòng chữ là mời bạn bè để đạt được sức mạnh tính toán. Anh chị thấy cái chữ là app download không ạ? Chúng ta nhấp vào đây cho em. Nếu mà anh chị sử dụng iOS thì chúng ta chọn cái chữ là ứng dụng iOS. Còn nếu mình sử dụng cái Android thì chúng ta chọn là ứng dụng Google ha. Rồi. Nếu không nữa được á, thì chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ tải xuống cho em nè, chính giữa nè. Tới cái bước này á, thì sẽ tương đối là hơi bị chậm nha. Anh chị nhấp vào một lần nữa để chúng ta tải cái tệp ha. Ở đây nó bảo á, là tệp có thể gây hại, nhưng mà anh chị cứ tải xuống đi ha. Tại vì cái APK nào á, họ cũng sẽ nhắc nhở chúng ta một cái câu này hết. Nhấp vào và dẫn tải xuống. Thì tải xuống cái này nó khoảng tốn là 70 đến 72 MB. Anh chị chờ một chút nha. Đang chạy. Thì em thấy cái Tichan này đi đúng, rất là đúng cái lộ trình nha anh chị. Họ để cái lộ trình thời gian là họ đi đúng từng bước. Đến giai đoạn này là khoảng bước thứ 3 rồi. Họ còn rất là nhiều các bước. Thì như em nói đó,
một cái lộ án nó sẽ một cái dự án nó sẽ có một cái lộ trình dài, và khi mà nó đi hết cái lộ trình đó là cái dự án nó sẽ thành công và giá nó sẽ cao. Bây giờ mới là giai đoạn bước thứ ba thôi, giai đoạn 3 thôi, nên là cái giá tiền nó cũng còn thấp, chỉ có 0,1 mấy. Thì anh chị nên, em không khuyên nghe, nhưng mà em nói nếu mà ai có cái niềm tin thì cứ bỏ ra một ít tiền để chúng ta mua, chúng ta hold đi. Đó là như vậy. Đang đào lót nha anh chị. Nè. Rồi. Tổng cung có cái động ti này có 5 80 triệu thôi, nhưng mà nó cho anh drop 20 triệu. Còn đợt rồi bán IDO hình như cũng khoảng đâu 10 hay 30 triệu gì đấy. Còn một ít nữa thì họ sẽ cho phần phát triển hệ sinh thái, thanh khoản cũng như là chạy node, nói chung là có rất là nhiều. Rồi bây giờ á, anh chị tải xong đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhấp vào cái tệp ha. Nhấp vào cái tệp. Chúng ta kéo xuống, chúng ta nhấp cái tệp cho em nè. Ở đây chúng ta sẽ nhấp, họ bảo là cho phép chôm đeo cài đặt ứng dụng, thì chúng ta chọn là chữ cho phép một lần ha, hoặc là luôn hiển thị cũng được nữa. Rồi sau đó mình chờ một chút, chúng ta sẽ nhấp một cái chữ cài đặt nha. 72M phiên bản 6.0.9. Anh chị sẽ nhấp một cái chữ mở cho em nha. Chúng ta nhấp một cái chữ là chỉ cho phép khi dùng ứng dụng. Ở đây họ bảo là cho phép T-Chain quyền bên dưới truy cập và lưu ảnh nha. Anh chị phải cho nha, anh chị không cho là một lát chúng ta không có chụp cũng như là download hình ảnh lên được ha. Nhấp vào chỉ cho phép dùng ứng dụng cho em. Rồi thì lúc này nó sẽ như thế này anh chị ha. Đó, đây là một cái dạng APK, nó cũng na ná như cái dạng là web thôi. Anh chị sẽ nhấp vào chữ là block in giùm em. Rồi nếu như ngày xưa mình có lưu mật khẩu á, thì mình sẽ nhấp vào trên này nè. Mình chọn cái chữ Việt Nam, mình kéo xuống chọn cái chữ Việt Nam cho em. Nè, mà anh chị thấy này ha, cộng 84 đây. Rồi phía dưới này nè, nếu như chúng ta có lưu á, thì nó sẽ tự động hiển thị và đăng nhập vào. Còn nếu như không có thì anh chị phải là nhập số điện thoại ở trên và cái mật khẩu ở dưới cho em ha. Này cái điện thoại em nó bị lắc rồi. Rồi, nhấp vào chữ block in cho em. Nó để subscribe là thành công. Ở đây anh chị chọn chỗ là Arena Now ha. Đó. Rồi. Ở đây á, thì nó sẽ không có cái chữ tiếng Việt mình đâu. Anh chị sẽ làm cũng tương đối là khó ha, nhưng mà em sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Rồi, anh chị nhấp vào cái chữ là Compresso phía bên phải cái chữ T phía dưới mọi người ha. Anh chị thấy này. Tới bước này thì sẽ tương đối là chậm nha. Em nghĩ có nhiều người người ta vào quá nó sẽ bị lắc. Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ là phía dưới TKC đó, tức là cái chữ là click to enter, nhấp vào. Ở đây anh chị lưu ý cho em nè. Phía trên này country of origin là cái quốc gia, mình nhấp vào cái mũi tên đi xuống cho em. Anh chị làm chậm nha, nó tương đối là chậm. Chúng ta gõ trên đây nè, chúng ta gõ cái chữ Việt Nam cho em, Việt Nam không dấu, có dấu cũng được. Thôi mình kéo cho nhanh đi anh chị ơi, Việt Nam mình sẽ nằm phía dưới ha. TUV anh chị thấy nè, Việt Nam cộng 84 nè ha, mình nhấp vào đây. Rồi search name là anh chị nhập vào cái họ và tên của mình đấy, viết hoa có dấu cho em nha, khoảng cách luôn. Rồi cái ID card này là chúng ta chọn loại cái giấy tờ. Anh chị thấy ha, cái dòng thứ ba này chúng ta nhấp vào cái mũi tên. Ở đây ID card á là chúng cái chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, còn cái passport là cái hộ chiếu ha, còn cái bright license á là cái bằng lái xe, em sẽ chọn ID card. Phía dưới này mình sẽ nhấp vào cho em là cái số ID, ví dụ như chứng minh nhân dân ngày xưa là 9 số, còn bây giờ cái căn cước công dân thì nó sẽ em nhớ là 10 đến 12 số gì đấy, mình sẽ nhập vô ha. Rồi,
Cái số điện thoại này thì chúng ta đã đăng ký được rồi, nó sẽ mặc định hiển thị ở đây ha. Rồi cái hai cái dòng dò hai cái dòng đỏ phía dưới á, họ bảo là SMS verification will be á mọi người, là năm nay như thế này anh chị, xác minh SMS sẽ được thực hiện trong quá trình lập bản đồ, xin vui lòng kiểm tra. Hai, đảm bảo rằng bạn sử dụng thông tin thật của riêng mình để xác minh, sau khi thông tin xác thực được thông qua nó không thể sửa đổi ha. Hãy chắc chắn để điền vào như sau, tức là điền vào những cái mục trên nha anh chị. Anh chị lưu ý nha, kiểm tra lại họ và tên của mình, cái ID card của mình ha. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ next step nha, để chúng ta qua cái bước tiếp theo nha anh chị. Nhớ chọn đúng trên là cộng 84 của cái mã dùng quốc tế Việt Nam mình nha. Rồi sau khi anh chị mình nhấp vào cái chữ là next step á, mình sẽ qua cái bước tiếp theo ha. Thì cái giao diện nó sẽ như thế này, thì anh chị sẽ thấy phía trên có cái chữ là ID photo please upload, do đó thì nôm na họ kêu mình nó là cái ảnh ID của mình, tức là cái ảnh mà chúng ta chọn bên cái phần trước, có thể là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, bằng lái xe hoặc là passport ha. Họ kêu mình nó là vui lòng tải lên chứng chỉ và giấy phép của bạn, bà có thể tải lên tối đa 3 ảnh. Thì như thế này, cái ảnh đầu tiên á, là chúng ta sẽ tải lên là cái mặt trước của chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc là bằng lái xe ha, hoặc là passport. Còn cái hình thứ hai á, như anh chị thấy trên màn hình này, là chúng ta tải cái mặt sau. Và cái hình thứ ba là chúng ta chụp một cái bức ảnh chân dung của chúng ta nha. Và những trước tiên thì em sẽ nói về cái vấn đề mà chụp hình ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân á, là anh chị phải chụp để trên một cái nền tối màu, lấy ánh sáng tự nhiên, không chụp bằng đèn LED ha. Rồi cái giấy tờ của mình mà cái chữ nó hơi mờ á, thì chúng ta có thể là dùng cái nước cồn á, chúng ta tẩy, chúng ta lau cho nó sạch. Và chụp là phải đảm bảo bốn góc như em như vậy ha. Đó. Cái thứ hai nữa là cái hình ảnh chân dung của mình là anh chị phải chụp bằng camera thường, không có được chụp bằng cái những camera có ảo làm đẹp này kia, là nó sẽ không nhận diện được với cái hình ảnh trên cái giấy tờ của chúng ta nha. Rồi còn cái vấn đề upload lên á, thì chúng ta có thể chọn là chụp bằng camera, hoặc là chúng ta có thể chọn bằng cái album, tức là chúng ta tải ảnh lên đó mọi người. Nếu như anh chị á, chúng ta chụp bằng camera ở đây á, em làm á, là cái bước này tốn thời gian khoảng gần cả tiếng luôn, tức là khi mà chúng ta upload cái hình ảnh lên á, là nó chỉ được 99% rồi nó ngưng, nó báo là lỗi. Em làm rất là nhiều lần ha, nó mới được, rất là nhiều lần. Nên á, anh chị khi mà làm mà bị lỗi như em á, thì chúng ta nên thoát ra, tắt điện thoại đi, hoặc là chúng ta khởi động cái điện thoại lại, rồi sau đó chúng ta xóa những cái dọn gác á mọi người, sau đó chúng ta làm lại từng bước nha, kiên trì mới được. Cái này nó kiểu như nó còn mới nên nó sẽ bị lỗi nha, hoặc là do quá nhiều người truy cập nên là cái hệ thống nó xử lý không kịp, kiểu như vậy. Em nói đây cho anh chị, chúng ta kiên trì đừng có nản. Rồi thì nếu như mà chúng ta chụp cái hình ảnh lên chúng ta lót không được á, thì chúng có thể ở đây có thể nha, là cái điện thoại anh chị tốt quá, chúng ta chụp hình ảnh lên nó nặng cái mê thì nó không có tải lên nổi, thì anh chị lấy những cái hình ảnh mà chúng ta vừa chụp rồi chúng ta gửi trên lên cái Messenger Facebook hoặc là gửi qua Zalo. Nếu gửi qua Zalo á, đừng có chọn cái loại hình là HD nha ha, anh chị gửi thường, sau đó chúng ta sẽ tải những cái hình ảnh vừa gửi đến trên Messenger hoặc là bên Zalo á, về cái máy chúng ta lại để nó giảm cái dung lượng để chúng ta lót lên đây nha. Đó là em nói nha mọi người, bị lỗi cái bước này rất là lâu, rất là khó chịu luôn. Em làm trên dưới gần cả tiếng và gửi đi gửi lại rất là nhiều lần, sau đó thì cũng tắt điện thoại, khởi động điện thoại lên thì nó sẽ được ha. Ok, bây giờ em sẽ kéo lên, anh chị sẽ thấy cái chữ next step chúng ta nhấp vào tiếp theo nha. Ở đây nè, em sẽ dịch cho anh chị là step 1 là có cái tích xanh, là coi như là chúng ta đã thành công. Ở đây họ bảo là hoàn thành chứng nhận bước 1. Bước xác minh thứ 2 sẽ được bắt đầu trong tương lai gần. Bắt đầu bước xác thực thứ 2. Em sẽ nhấp vào cái dòng chữ phía dưới hàng xa đợt xác khanh đó. Ở đây họ bảo là ti bước xác minh thứ 2 sẽ là bắt đầu trong tương lai gần. Ok, tức là chúng ta đã làm như thế này là coi như chúng ta đã xác minh được bước 1. Còn bước 2 thì giai đoạn tới nha mọi người, thì em cũng không biết là nó sẽ KYC cái gì tiếp theo. Rồi trên tinh thần là như vậy ha, anh chị cố gắng làm.
Rồi em tổng quan về cái các bước chúng ta cần phải thực hiện trong cái video này. Một là chúng ta vào cái trình duyệt www.tichan.cc để chúng ta tải cái APK về. Sau đó mở cái APK lên cho nó cái quyền truy cập vào camera máy ảnh ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành KYC như nãy giờ. Và cái bước KYC là chúng ta bước mà chụp ba hình ảnh đó. Hai cái ảnh đầu tiên là mặt trước mặt sau chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân hoặc là bằng lái xe. Cái ảnh thứ ba là cái hình ảnh selfie của mình. Và ảnh selfie phải chụp là bằng cái camera thường, không sử dụng những cái app, những cái camera chỉnh làm đẹp ha. Và hai cái hình ảnh phía trên cũng vậy luôn. Và chúng ta phải tải lên từ từ ha. Và nếu như trong trường hợp bị lỗi tải không được á thì chúng ta nên tắt điện thoại hoặc khởi động điện thoại lại, chúng ta vào chúng ta làm lại nha. Kiên trì cho em mới được nha, rất là khó cho cái bước đó. Bây giờ em sẽ thoát thẳng ra ha, em sẽ vào lại. Rồi em sẽ vào lại cái chỗ là compressor phía bên cái chữ T phía dưới màn hình đó mọi người, phía bên phải đó. Em sẽ nhấp vào chỗ TKC xem sao. Rồi nó đã thông báo như thế này, coi như là đã mừng rồi nha anh chị nha. Mình phải KYC mình mới nhận được T, còn anh chị không KYC là anh chị sẽ không nhận được. Thì sau này á khi mà cho quán đổi ra mộc một á, em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chúng ta sạc kinh ha, ở chỗ cái ti đại phi này nè. Nè như em đã gửi rồi nè anh chị. Anh chị thấy nha. Rồi income là em nhận được cái phần lãi á. Phía trên đây cũng vậy luôn. Rồi video này tương đối là dài và rất là khó làm, anh chị kiên trì. Em xin phép dừng video nha. Có làm cái gì không được á thì bình luận phía dưới đi, em sẽ trả lời cho mọi người, hoặc là nhắn tin bên cái nhóm Telegram, mà thường á thì em sẽ trả lời bên YouTube này nhiều hơn để hỗ trợ cho anh chị ha. Tại vì anh chị đang xem video gặp khúc mắc làm không được thì mới bình luận, thì em sẽ trả lời nhanh bên đây ha.